Rồi, ok. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn. Sáng hôm nay Thế Cường TV đã trở lại rồi đây. Sáng hôm nay mình đi Đà Lạt New Farm. New Farm. Ok. Hơi là lạnh. Đi con. Let's go. Let's go, let's go. Hôm nay cả nhà mình đi thăm nông trại bò, nông trại New Farm. Đây nội quy tham quan. Để xem nơi quy định gì không nhá. Rồi đi vào đây mình đi đăng ký cái. Em. Ở đây mình đăng ký bên này cái. Chứng minh nhân dân ha. À đợi xíu đi. Rồi. Đi nha. Ở đây. Đây có hai hàng cây này, cây cao su. Bên kia kìa, bên kia là nông trại phía bên kia. Tôi để bao quay cho. Rồi, các bạn đi đi. Đây là cổng vào chính của Đà Lạt Mill Farm nha. Rồi. Ok. Nó hơi lạnh lạnh thôi. 23 độ. Đi, đi. Đúng rồi, đây là cổng vào chính đây. Thì có một số nơi thì mình được đi, số nơi thì không được đi đâu. Đây các bạn. Đây có con bò đây. Bò sữa đang đầu gì? Cao. Ô mình sẽ ra cái phía kia mình đứng mình chụp hình chung với nhau đi. Anh sẽ dựng chân máy lên mình chụp nha. Yes. Hướng này sáng đẹp không ta? Em đứng im thử anh mình làm cái hướng này coi. Rồi đẹp này nha. Ok, rồi đợi xíu mình sẽ quay tiếp bạn cùng xem nha. Giờ đi vào khu này là khu văn phòng chính này, không được vào đâu ha. Mình rẽ phải hồi nãy nói rẽ phải được đúng không? Rẽ phải đi thoải mái luôn. Cái trái chỉ được 50 mét thôi. Ồ. Đây là cái bồn sữa đây. Hả? Ừ, đây là khu nhà chính đây. Ồ, chỗ này đẹp quá. Xe. Đẹp lung linh luôn. Đây. Cái văn tòa nhà văn phòng chính đây. Cho nó rộng ra luôn đi em. Yên. Cho rộng, rộng hẳn ra. Ồ đây là cái đây nhà máy sữa đây. Quá đẹp. Xí không chịu hả? Đang chụp không? Hai bạn đang đứng chụp hình đây. À, chụp nha. Nhìn đây là xí ơi. Rồi ok. Đây. Đi ra phía này nè em ơi. Ồ phía này đẹp không?
chỗ này mình chụp chung rồi bà. Xuống luôn dưới đi, mang dưới luôn, mang mang xuống luôn, lên đây, ờ lên xuống đây anh quay cái ông trai này. Ồ, đây là cánh đồng nha. Đây cánh đồng trong Đà Lạt Miu Farm đó các bạn. Tí nữa mình sẽ đi ra cái phía ngoài kia. Rất là đẹp. Rồi để tí mình đi bộ theo cái đường hàng cây thông nè. Đây sau khi từ cổng chính mình sẽ đi tiếp tục vào phía sau bên trong thì có những cái hàng rừng thông rất là đẹp các bạn. Đây những hàng rừng thông, những hoa đây. Ôi cái nồng cỏ bao la luôn. Đây. Đây. Miếng ơi. Đường thông này đẹp ghê. Đây cánh đường thông. Đồng cỏ. Đây này, cái hoa này hoa gì nè? Hoa gì nè? Ôi đường thông kìa. Cầm đi để anh tính quay cái hoa này kìa. Quay cái hoa này. Hoa gì đây nè? Trời ơi, một cánh đồng hoa luôn. Ồ, những cái hàng cây thông đây. Đẹp quá, để mình tiến cái đường thông này nó phải nói là rất là đẹp. Từ từ để vào quay cái đường thông này đẹp quá. Rồi tí mình sẽ đi hết cái đường thông này luôn, quay luôn các bạn cùng xem. Đi hết cái con đường thông này cho đẹp nha các bạn cùng xem nha. Rồi Sushi đi trước đi, Sushi đi trước đi. Rồi Sushi chạy đi nha, Sushi chạy đi. Sushi chạy đi con, chạy đi con. Sushi chạy nha. Chạy tiếp đi. Chạy gì? Đó vừa thôi. Ừ, giỏi quá, Sushi giỏi quá. Sushi chạy nữa đi. Chạy nữa đi con. Ôi giỏi quá. Chạy tiếp đi Sushi. Đẹp hơn. Hàng mệt rồi hả con? Ok, chỗ này đẹp quá. Ơi, miếng lên mà. Đây kìa. Kêu miếng lên nha. Miếng lên đây miếng ơi. Thôi đi. Đi con, đi con. Ồ đẹp quá. Thank you.
Rồi quá đẹp rồi. Rồi các bạn, đây là thấy được một cái mấy con bò sữa đây. Đây, trong cái khu nông trại Đà Lạt Milk Farm đây. Khu này thì mình được đi hết tất cả các nơi. Đây mình sẽ đi vào đây. Đúng không em? Khu này ô, cái này trống luôn, là một cánh hoa trắng luôn nè. Ok, để mình chụp cái hoa tam giác mạch xuống dưới này nè em ơi. Anh nghĩ em giờ xuống đây xíu mình đứng ở chỗ hai gốc cây kia. Hả? Bao nhiêu phần trăm nữa? Sắp hư rồi. Sắp hư rồi. Ok. Tam giác mạch đây em. Thôi em đứng ở góc này thì chụp được. Ok, để mình quay mình chụp hình cái khu vực hoa tam giác mạch nhá. Rồi mình sẽ đi đến một cái khu vực khác trong cái Đà Lạt Milk Farm này, phía dưới kia rất là đẹp các bạn, có những cái nhà mẫu cực kỳ đẹp. Rồi ok, các bạn hãy chờ mình tí nhá. Giờ mình sẽ đi bộ tới cái khu gì ta? Có mấy cái nhà đấy em. Thì đi nhá. Đây, tiếp tục đi bộ thôi. Vừa quay vừa chụp này nó bị gián đoạn lắm. Ô, khu hồ nước này đẹp quá ta. Đây cái cánh đồng mà đi lên đi, anh cầm cho anh cầm cho đây. Rồi đi lên đi. Rồi đi anh cầm rồi, đi xa 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 xét luôn chưa. Rồi đi đi. Rồi phía bên trái của em đây, cánh đồng hoa tam giác mạch đây. Nước đang phun mà. Đẹp quá. Nè, cận nè. Cận mặt nè. Cái nón ngon. Nắng sáng đẹp lắm luôn á. Đi nè. Rồi đi 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 em đi đi. Đi đến cái nhà. Nhà ấy hả? Xi chạy nè. Xi đi đi, xi đi đi. Đây. Hả? Ôi cánh đồng hoa này đẹp quá trời đẹp luôn. Bên kia là đồi thông hả? Đẹp lắm. Mời đi xuống dưới kia luôn không? Hay chụp hình ở đây nữa. Đi xuống dưới này đi, cái nhà. Đây có một cái nhà này. Chưa? Xong chưa? Đi nha. Đi nào. Đẹp không? Thì mình, đẹp không? Rồi đi vào đây, đi xuống cái nhà này đẹp nè. Rồi đi xuống cái nhà này đi, xuống đây đi. Đi xuống đây. Hai mẹ con đi xuống cái nhà kia đi. Đây, đi. Thôi khỏi đi. Đây cái nhà này giống như không lạnh lắm đúng không? Đi, đi đi. Đi đi chậm mà, tại sao đi chậm mà. Đây xuống đây, hồ nước sâu. Wow. Hồ đẹp quá.
hồ nước long lanh thật, lung linh luôn. Ôi cảnh này quá trời đẹp luôn các bạn ơi. Tuyệt vời quá. Đây mình quay cái hồ nước, một cái hồ nước giữa có đảo này. Trời, cái ngôi nhà này, một cái ngôi nhà rất là đẹp ở giữa cánh đồng này. Nhà này để chụp hình thôi. Em đứng đó được các em ơi, em đứng đó đi em. Rồi ok, để mình tác nghiệp chụp ảnh tí nha. Tiếp quay tiếp cái nhà kia. Cái căn nhà ở giữa có một cánh đồng đây, rất là đẹp. Ồ đẹp quá. Mình đi qua khu này nha. Một cái cảnh rất là đẹp, một ngôi nhà ở giữa một cánh hồ nước đây. Ở đây chụp cái hồ nước này đẹp nè em. Ồ nước đẹp quá trời luôn các bạn. Rồi để mình đi vào phía ngôi nhà đi. Nhà đứng nắng quá ha. Chụp hả? Thì ba lỡ ba đang quay luôn rồi thì về ba cắt lại sau cho. Thì ba cắt lại sau cho tạo dáng đi. Vẫn chụp được mà. Rồi nó vẫn có hình đấy. Rồi được rồi. Ơ quá đẹp. Rồi đi lên đi con. Rồi đi theo mẹ đi. Rồi đây này. Em cứ tạo dáng đi, anh quay luôn mà. Rồi đẹp rồi. Rồi được rồi. Quay về nhà anh cắt lại sau cho. Rồi. Rồi đẹp rồi. Nhà này đẹp quá. Này nhà. Ngôi nhà gỗ. Đi chung vào trong nhà đó. Đây, rồi mở cửa đi vào nhà nhá. Đây, mở giùm cửa cho mình đi vào nhà với. Yeah. Thế nào cửa trong này? Rồi đi vào nhà thôi. Ồ phía trong này có gì đây? Ồ bức tường gỗ đẹp quá. Rồi ok để ba. Ok nha, để ba dựng ánh máy chụp nha. Rồi ok.